nên là em giống sinh viên ở điểm nào? Đầu tiên là thấy không bình thường đúng không? Đó đó, ok, đó đó, rồi tiếp tục. Còn thì gì là còn gì khác không? Mọi người xem trailer là xem phim thì mới biết, thực ra em chưa biết cụ thể nó là gì. Nhưng khi em xem qua trailer thì em thấy nó có vài cái cậu nói riêng mình ở nhà, ở nơi của bà. Của bà rồi, ăn gì không có dẹp? Không có, chút dẹp. Nhà ăn có dẹp không? Không luôn. Ok, vậy là thấy giống rồi. Như vậy là chúng ta thấy là có nét tương đồng của hai người trong ngày hôm nay. Và cái câu hỏi tiếp theo mình muốn sẽ được dành cho đạo diễn của bộ phim, đó chính là Mr. Ya. Trong bộ phim này thì mình cũng biết á là Sunny thì có một cái người em gái, nhưng mà bây giờ giả sử nếu như mà cái người em gái đó được thay thế bằng Yule, bởi vì Yule thì cũng có nhiều cái đặc tính giống với lại cái người ở trong đó, thì liệu rằng là cái kết cấu của phim như thế nào mà trong tương lai mình có cái cơ hội làm kết hợp với hai người hay không? Ai muốn đem cái áo này về nhà đưa lên.